Vâng, chào các bạn, tôi là Chris Nguyễn. Hôm nay bè của đại lý Đức Trọng đang tiến hành gọi là di chuyển một gió rất to, một lồng cá từ bên này sang bên kia để bán. Rất máu lửa. Đây là đang luồn lưới qua, đưa cá từ vị trí sóng lớn sang vị trí sóng nhỏ hơn thì mới có thể dễ dàng thao tác và xuất bán. Gây xây sức cá rất đơn giản đấy, không cái này đơn giản thật sự đó đấy. Là rồi